Thưa quý vị và các bạn, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 ở thị xã Mỹ Hào, được Bộ Y tế công bố có mã số 3.754. Trước đó vào 21 giờ tối qua, huyện Phù Cử đã dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch thôn Hoàng Xá xã Tiên Tiến sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Hai lần lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tất cả đều cho kết quả âm tính. Thôn Hoàng Xá sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày tiếp theo. Hai thôn Hoàng Các và Nại Khê cũng được kết thúc giãn cách xã hội. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận thêm một bệnh nhân ở ổ dịch tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa là F1 của bệnh nhân 3.121 đã được cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 5. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 25 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó huyện Khói Châu có 12 ca, thị xã Mỹ Hào 11 ca, huyện Phù Cử 2 ca. Trong tối qua và sáng nay, Hà Nội ghi nhận hai bệnh nhân có địa chỉ ở xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên. Qua giả soát, xã Dương Quang xác định trước khi tiếp xúc với nguồn lây, bệnh nhân không về quê. Còn bệnh nhân ở xã Trung Dũng cũng lên Hà Nội từ ngày 5 tháng 5 đến nay chưa về. Xã đang giám sát chặt chẽ một số người tiếp xúc với bệnh nhân trước ngày 5 tháng 5. Hôm nay, Sở Y tế cũng ra quyết định thành lập 18 tổ lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.